nay mình dẫn các bạn đến để chúng ta có thể giúp mình review và giúp mình có những cái nhận xét khi mà các bạn được xem hai cái mô hình, cái hộp ngủ mà mình đang sản xuất để áp dụng, đưa vào sử dụng cho cái mô hình các cái dãy nhà trọ cho thuê ở khu vực Hà Nội của chúng ta. Thế thì đây là một cái hộp ngủ 2 tầng, bao gồm 2 phòng ngủ. Nếu như mà các bạn ngủ ở trong phòng ngủ như thế này thì các bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải xem thực tế ở đây. Rất nhiều người, em ơi, mất điện à? Mất điện à? À, hay là... Cứ để video như thế nhé. Chúng ta đi vào đây xem cái... Ok rồi. Đây là một cái hộp ngủ. Trước tiên là chúng ta nhìn cái cửa này. Đấy. Cái cửa ra vào thì cái cửa này thì mình hiện tại thì mình đang chờ đặt bộ khóa từ. Bộ khóa từ mà có thẻ từ luôn các bạn nhé. Thì mỗi hộp ngủ ở đây là đối tượng khách hàng của mình muốn là họ sẽ ở độc lập luôn. Không ai liên quan đến ai. Đấy, họ sẽ vào không gian chung của họ. Thì ở đây là cái bóc nó là bao canh toàn bộ là... Bên trong này thì mình bọc cái gỗ, gọi là gỗ ván công nghiệp, màu dạng vân gỗ như thế này. Thì mọi người nhìn có thấy ok không? Và như các bạn thì các bạn sẽ thích cái màu gì? Bao quanh toàn bộ cái bóc này là mình dùng ván công nghiệp hết. Đấy, gỗ MDF. Và ở đây thì mình có thiết kế cái bộ cửa sổ để lỗ thông khí. Thì thông thường là mọi người sẽ vào ở trong đây ở và khi đi nghỉ ấy, thì chúng ta sẽ đóng cửa lại. Thì toàn bộ cái khu vực lỗ khí này sẽ lấy khí vào bên trong cho chúng ta. Và các cái bóc này được đặt ở trong cái phòng được bật điều hòa 24/24. Nên là mình cũng tối ưu có nhiều lỗ này để cái không khí điều hòa có thể vào trong phòng được. Đấy, thì ở đây là cái bóc mô hình bọc gỗ công nghiệp. Còn ở trong đây thì mình đang làm một cái đặt sản xuất một cái bóc mặt, nghĩa là bọc bằng tôn. Đấy, thì cái này thì về cơ bản nó cái màu sắc ấy thì là mình sẽ sơn theo ý muốn. Ở đây thì cái do nó bằng sắt nên là mình thấy là hiện tại đang dùng một số vít này thì nó hơi nhìn nó hơi nổi lên một chút. Đấy, mình sẽ sơn cái vít này để sao nó cùng màu với cái tấm tôn này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và đây chúng ta có thể là vào đây nhìn cái bóc này thì thợ đã làm đến cái phần có nội thất bên trong rồi. Đấy, bên trong này thì có giá sắt, giá sách và có cả bàn học nữa. Camera để mình có thể chui thẳng vào trong để cho mọi người nhìn. Thực ra là cái chiều dài của cái bóc này này, chiều dài của cái bóc này là đang là 2m và rộng là 1m2. Đấy, cửa đây, chúng ta có thể nhìn thấy cửa này. Đấy, cửa ra, cửa vào. Và đây là bên trong này, ví dụ như đây là có cái bàn học mình đang thiết kế. Thì mọi người thường là mọi người đi làm, đa phần là những cái đối tượng khách hàng ở những cái bóc này là những người, người ta dành rất nhiều thời gian ở giảng đường. Đối với những sinh viên và những người đi làm thì người ta sẽ tận dụng là cái thời gian ban ngày là người ta sẽ ở văn phòng này nhiều, chỉ tối đến người ta về bóc này người ta ngủ thôi. Và nếu mà người nào muốn làm mà việc ban đêm hay là muốn làm thêm thì chúng ta sẽ gì có cái bàn làm việc trong đây và chúng ta đặt máy tính lên đây, chúng ta ngồi làm việc bình thường. Ở đây thì bên trong này cũng có ổ điện này, cũng có ví dụ như đây là những cái không gian để các bạn có thể để tài liệu, để sách vở lên đây. Chiều rộng của cái này là 1m2 và dài là 2m. Thì với người Việt Nam của chúng ta thì chiều dài khoảng độ 2m thì nó thoải mái. Bởi vì thường là chiều cao của người Việt Nam đa số là bây giờ đang khoảng 1m6 đến 1m7, và cùng lắm là có bạn 1m8. Thì ở đây mình chưa đặt đệm lên, thì ở đây là sẽ có một bộ đệm do đang ở cái xưởng sản xuất. Mai sau thì sẽ đến ở những cái tòa nhà mình sẽ mang những cái phụ kiện như đệm, điếc để mình đặt lên. Đây, ví dụ như là nó hơi bẩn thế nhưng mà thôi mình cứ nằm thử cho mọi người xem. Chiều dài thì để nằm thoải mái đúng không? Và ở đây thì mình thiết kế là các bạn sẽ nằm quay như hướng này. Quay hướng này mà mặt sẽ quay ra hướng đây. Thì thông thường nếu mà giả sử mà nó bí quá hoặc là trong cái phòng mà chúng ta không cần có sự riêng tư, nghĩa là không cần phải là đóng kín cửa. Đương nhiên ở đây nó có cái cửa để chúng ta có khóa từ. Chúng ta sẽ khóa vào để chúng ta nằm, chúng ta ngủ cho nó thoải mái đúng không? Cho nó riêng tư. Nhưng mà thông thường một cái bóc ngủ này ấy, thì
mình sản xuất là nếu mà nam sẽ ở với cái khu của nam riêng mà nữ sẽ ở với khu của nữ riêng đấy, và nếu mà chúng ta cảm thấy không cần quá riêng tư thì chúng ta nằm ngủ chúng ta có thể mở hé cửa ra chúng ta ngủ cũng được, xong chúng ta nằm ở đây chúng ta chặn ngay ở đây thì chắc chẳng ngại về vấn đề an ninh an toàn đúng không? Bởi vì là nam ở với nam, nữ ở với nữ thì vấn đề về an toàn, về vấn đề về giới tính thì cũng không ngại, hoặc là chúng ta nằm ở đây rồi chúng ta chặn rồi đồ đạc chúng ta ở bên trong thì cũng không sợ mất mát gì. Vì trong phòng thông thường để bố trí cái bóc này thì mình sẽ bố trí ở 6 đến 8, và nếu mà phòng là rộng thì mình sẽ bố trí 10 bóc, có nghĩa là 10 người ở trong một cái phòng chung với nhau, nhưng mà chúng ta hoàn toàn là gì, độc lập nhau hoàn toàn nếu chúng ta muốn. Đấy, thì đấy là cái mà mình đang muốn gửi đến cho các bạn, là cái mô hình mới của chúng mình, bên mình làm nó là như thế. Thì đây là 2 tầng, ở trên cũng có một tầng nữa như thế. Đấy, và ở đây thì với cái hộp ngủ mà mặt mình bọc toàn bộ bằng tôn thì cái ưu thế của nó là dùng phải đến hàng trăm năm không hỏng được. Như cái gỗ công nghiệp ấy thì có thể là nó ẩm nước vào thì vài năm có khả năng nó lại hỏng. Nhưng ở đây thì mình đang muốn là tối tận dụng tối đa cái loại vật liệu làm sao nó phải bền. Thực sự là cái mặt này nếu mà làm bằng sắt như này mà sơn tĩnh điện như thế này thì có mà hàng trăm năm không thể hỏng được. Thì ở đây thì cái vật liệu bằng tôn thì nó cũng có một số hạn chế và cũng có một số cái điểm mạnh. Ở đây thì với bằng tôn này thì bên trong mình sẽ bọc cái lưới thoáng khí này bằng mây, và cái phần cửa sổ này thì mình cắt bằng cắt CNC. Đấy. Thì dưới này đây các bạn này, mình sẽ làm các cái ngăn kéo. Ngăn kéo này thì mình làm 2 ngăn, một ngăn để có thể để quần áo và một ngăn có thể để giày dép ở đây. Đấy, cái ngăn kéo mình làm phía dưới này thì mỗi tầng là sẽ tầng trên sử dụng một ngăn kéo và tầng dưới sử dụng ngăn kéo, và mai sau mình sẽ lắp thêm khóa nữa, lắp thêm khóa và dùng độc lập. Đấy, đồ đạc có ai người đấy quản lý. Đấy là cái mô hình mà mình muốn hướng tới những cái khách hàng của mình, là những người mong muốn có một cuộc sống độc lập không phụ thuộc vào ai. Đấy, họ có một cái không gian riêng để sống, để sinh hoạt. Đấy, thì với cái video này thì mình cũng mong muốn nhận được cái comment nhận xét của bạn, những ý kiến đóng góp của các bạn để giúp cho mình tối ưu được cái hộp ngủ này hơn, từ các cái vật liệu, từ cái cách bố trí ở trong phòng như thế nào. Thì mình mong muốn nhận được cái ý kiến đóng góp của các bạn để mình cải thiện hơn, giúp cho người dùng có được những cái trải nghiệm tốt hơn trong cái cuộc sống của họ. Mình mong chờ những cái comment của các bạn nhé.